đội màu hồng, 8 điểm và đội màu xanh, xin chúc mừng tất cả các anh được 7 điểm. Và bây giờ là nhiệm vụ quan trọng cực kỳ quan trọng đấy ạ. Tất cả các anh ra xếp hàng đủ thẳng chưa? Và bây giờ nhiệm vụ của anh bây giờ, đội nào mà ngày xuống nhanh nhất thì đội sẽ được 10 điểm. Nghiêng sang phải, nghiêng sang phải, sang trái, sang trái mà nằm xa xuống đất. Đây 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 30 điểm, đây là 15 điểm, 30 điểm, 15 điểm. Ok, 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 ok,